Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Cuộc Sống Tây Ban Nha. Mình là Mỹ Phượng, rất vui được gặp lại mọi người nha. Bây giờ tụi mình hãy cùng bắt đầu một ngày mới nào. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Cuộc Sống Tây Ban Nha. Ngày hôm nay của mọi người như thế nào rồi? Phượng vừa mới đi chơi về và trong đầu Phượng nảy ra một cái ý nghĩ muốn chia sẻ với mọi người ngay lập tức luôn. Thì đây có thể là một cái chia sẻ rất là cá nhân thôi, nhưng mà Phượng nghĩ là cũng rất là hấp dẫn để cho những cái bạn nào mà quan tâm về đất nước Tây Ban Nha và con người Tây Ban Nha, nói chung là muốn hiểu biết thêm về những cái đất nước xung quanh mình, thì có thể các bạn sẽ biết thêm những cái điều rất là hay ho. Dựa trên kinh nghiệm cá nhân của Phượng thôi nha, thì hôm nay Phượng sẽ chia sẻ 4 điều mà thật sự rất là lạ lẫm nhưng mà lại rất là yêu thích đối với Phượng khi mà Phượng đến với lại đất nước Tây Ban Nha này. Thì 4 điều đó là gì? Bây giờ tụi mình hãy cùng bắt đầu chia sẻ nha. Thì việc đầu tiên mà Phượng cực kỳ yêu thích, rất rất là yêu thích ở Tây Ban Nha, và nó thật sự là một cái điều rất là lạ lẫm, đặc biệt là Phượng là cái người sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh, cho nên là Phượng chưa bao giờ được trải nghiệm thật sự các mùa trong năm hết. Thì như mọi người biết, ở trong miền Nam mình thì chỉ có mưa và nắng thôi. Thì khí hậu chỉ có hai mùa, mùa mưa và mùa nắng. Phượng biết là miền Bắc hoặc là miền Trung thì có thêm những cái mùa, ví dụ như là có một chút mùa đông hoặc là có cái mùa lạnh vân vân, nhưng mà ở miền Nam thì chỉ có mưa và nắng. Thì cái việc mà Phượng thật sự lạ lẫm nhưng mà rất rất là yêu thích ở Tây Ban Nha khi mà Phượng đến đây, đó là thời tiết. Tuy là có rất là nhiều khó khăn với cái thời tiết khô ở đây, bởi vì ở cái thành phố Phượng ở, thủ đô Madrid, thì đặc biệt là rất là khô luôn. Cho nên là nhiều khi á, nó rất là khó khăn cho mình, bởi vì mình ở Việt Nam thì khí hậu nó là ẩm ướt quen rồi, cho nên khi qua đây thì nó hơi bị khó chịu, nó gặp rất là nhiều vấn đề. Nhưng mà ngược lại thì được trải nghiệm 4 mùa ở đây rất là thú vị. Thì đó là một cái trải nghiệm mà Phượng thật sự là rất yêu thích ở khi mà Phượng đến đây. Thì Phượng được biết mùa xuân là như thế nào, mùa hè là như thế nào, mùa thu là như thế nào, mùa đông là như thế nào, nó khác nhau như thế nào. Mùa xuân ở bên này thì nó rất là ngắn. Phượng không biết các thành phố nó có khác nhau nhiều lắm không, nhưng mà ở thành phố Phượng ở thì cái mùa xuân nó chỉ, nếu mà thật sự mùa xuân thì hình như nó chỉ trong vòng khoảng một tháng thôi, và sau đó thì mùa hè khoảng 2 đến 3 tháng thì trong vòng đó, và tiếp tới là mùa thu và mùa đông. Thì trong các mùa trong năm thì Phượng thích nhất là mùa xuân và mùa thu trong năm, bởi vì hai cái mùa đó thì trời nó se lạnh, hoặc là nó cũng khá là lạnh, như là mùa thu thì khá là lạnh nhưng mà nó không quá lạnh, và mọi thứ nó rất là đẹp. Mùa xuân thì hoa nở cực kỳ đẹp luôn, tuy là nó rất là ngắn ngủi nhưng mà khi mà đi ra đường mùa xuân thì rất là thích. Hoặc là mùa thu ở đây thì giống như mọi người biết rồi, Phượng cực kỳ yêu thích mùa thu. Khi mà mùa thu thì Phượng rất là thích đi ngắm những cái cây lá trên đường phố, những cái cây lá nó đổi màu và nó có rất là nhiều cái sắc màu rất là đẹp luôn. Tuy là nó buồn đối với nhiều người nhưng mà Phượng lại nghĩ nó rất là thú vị, và đó là một cái điều mà trải nghiệm rất là mới lạ. Còn mùa đông thì cực kỳ lạnh nhưng mà Phượng cũng rất là thích lạnh. Thì không hiểu tại sao Phượng lại cảm thấy nó rất là đặc biệt. Và có thể rất là buồn cười nhưng mà mình giống như là nhà quê ra tỉnh vậy đó. Thì khi mà Phượng đến đây, Phượng được trải nghiệm mặc đồ lạnh như thế nào. Mình luôn luôn ở Việt Nam, mình luôn ao ước là mình sống ở một cái nơi mà có mùa lạnh, để mình có những cái thời trang mùa lạnh, mình có những cái thời trang áo khoác khăn choàng. Nhưng mà các bạn biết không, đến mùa đông khi ra đường thì mọi người nhìn y như nhau thôi, bởi vì mọi người đều trùm kín mít hết. Bởi vì rất là lạnh luôn, và chỉ trùm làm sao cho nó không bị hở ở chỗ nào, cho nó bớt, cho nó không bị lạnh thôi. Thì rất là thú vị. Nhưng mà nói chung là bốn mùa, được trải nghiệm bốn mùa, nó là một cái cảm giác rất là tuyệt vời luôn. Và Phượng thật sự là yêu thích cái khí hậu ở Tây Ban Nha, mọi thứ nó rất là vừa đủ luôn. Cái điều thứ hai mà Phượng thấy rất là lạ lẫm nhưng mà thật sự là rất rất là yêu thích, Phượng không biết ở những cái đất nước khác trên thế giới thì nó sẽ như thế nào. Nói chung Phượng tin là ở đất nước nào cũng sẽ có những cái đẹp như vậy thôi, và đặc biệt ở Tây Ban Nha thì khi mà đến đây,
cái sự lạ lẫm của Phượng là những cái kiến trúc cổ nó vẫn còn chung quanh ở mọi nơi, ở tất cả các thành phố mà Phượng đã ghé thăm ở Tây Ban Nha. Tuy là Phượng không có đi nhiều, chưa có đi nhiều lắm, nhưng mà tất cả những nơi mình đến thì luôn luôn có lưu giữ lại cái những cái thành phố cổ ngày xưa của họ, và mọi người rất là bảo tồn những cái gì mà nó có giá trị lịch sử, và thật sự là mọi người sống trong đó luôn, sống trong những cái thành phố cổ như vậy, và mọi thứ nó làm cho mình có một cái cảm giác gì đó nó rất là lạ, nó vừa xưa cổ vừa hoài niệm và nó vừa hiện đại. Nói chung là Phượng cực kỳ yêu thích kiến trúc, và đặc biệt là những cái gì về xưa cũ, những cái gì mà của ngày xa xưa, Phượng rất là đam mê luôn. Cho nên khi mà đến Tây Ban Nha thì Phượng rất là vui, rất là hạnh phúc khi mà được tham quan, mỗi khi Phượng được tham quan những cái thành phố mới lạ, và những cái nơi mỗi thành phố như vậy đều có một cái đặc trưng riêng, đều có những cái kiến trúc xưa cổ riêng và có một cái lối riêng của họ. Giống như Phượng có chia sẻ với mọi người những cái chuyến du lịch của Phượng gần đây đó, thì nói chung là Phượng đã đi nhiều trước nhưng mà lại không có quay clip, thì mọi người có thể xem những cái gần đây thì Phượng cũng có chia sẻ một vài địa điểm tham quan Phượng đến cũng gần Madrid thôi, nhưng mà mọi người sẽ thấy được những cái giá trị nghệ thuật, những cái giá trị của những cái bảo tồn, những cái di tích, những cái thành phố cổ, những cái lâu đài cổ. Phượng cảm thấy đó là một cái trong những cái điều mà rất lạ lẫm nhưng mà thật sự thú vị và rất là yêu thích đối với Phượng. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba mà Phượng muốn nói đến ở đây đó là cái sự thật sự là rất là mới lạ và khá là lạ lẫm và thú vị đối với Phượng, đó là cái sự bình đẳng nam nữ. Phượng khi mà từ Việt Nam sang đây thì tiếp xúc với những cái việc mà nó khá là bình đẳng giữa nam và nữ thì Phượng rất là ngạc nhiên, và đó là một cái điều rất là thú vị. Nó lạ lẫm nhưng mà nó là một cái điều mà mình cực kỳ yêu thích luôn. Ví dụ như là cái ngày 8 tháng 3 chẳng hạn thì cái năm đầu tiên Phượng đến đây thì ngày 8 tháng 3 thì bạn Phượng không có tặng quà, thì Phượng mới thắc mắc, Phượng mới nói là ủa tại sao đàn ông, sao mà đàn ông Tây Ban Nha kỳ vậy, tại sao cái ngày 8 tháng 3 là ngày phụ nữ mà không thấy tặng hoa tặng quà cho bạn mình, hoặc là cho mẹ, hoặc là cho chị, cho nói chung là những cái người phụ nữ chung quanh, tại sao không thấy tặng gì hết. Thì bạn Phượng mới giải thích cho Phượng là ở đây là cái ngày 8 tháng 3 là cái ngày mà phụ nữ người ta muốn được bình đẳng, người ta sẽ cảm thấy rất là bị tổn thương, bị gọi là gì ta, nói chung là người ta sẽ không cảm thấy đó là một cái điều gì đó để mà đến cái ngày 8 tháng 3 họ được tặng quà, họ được tặng hoa giống như là một người phụ nữ, mà cái ngày phụ nữ là cái ngày mà họ muốn được nhìn nhận, được có cái quyền lợi, nói chung là họ không muốn khác biệt với nam giới, họ muốn được bình đẳng, họ muốn được đối xử như là nam giới. Thì đó là một cái việc rất là sốc. Và cái việc sốc thứ hai là ở mình sẽ có những cái việc, ví dụ như là cái này thì phải phụ nữ trước, cái này người nam giới thì phải suy nghĩ cho phụ nữ về cái này, hoặc là phải dành cái nọ cho phụ nữ. Nhưng mà ở bên này thì mọi việc rất là bình đẳng, ngay cả trong việc gia đình cũng vậy, người chồng và người vợ cũng vậy. Thì có thể ngày xa xưa của Tây Ban Nha thì họ rất giống Việt Nam mình, là người chồng thì sẽ là trụ cột gia đình, sẽ là như thế này thế kia, và lo lắng cho tất cả vợ con trong nhà chẳng hạn, và có trách nhiệm kiếm tiền. Phụ nữ thì có trách nhiệm ở nhà, ví dụ như vậy. Thì cái đó là một cái thời rất là xa xưa của Tây Ban Nha rồi. Thì hiện tại thì Phượng rất là đặc biệt, rất là cảm kích luôn á, bởi vì không có cái sự phân biệt giữa chồng và vợ. Ví dụ như là việc giữ con thì không phải là vợ phải là cái người giữ con, và chồng thì được đương nhiên làm những chuyện khác, hoặc là làm việc của chồng, hoặc là trong gia đình thì không phải là nhất thiết phải là người chồng kiếm tiền để lo cho tất cả, mà người vợ cũng có trách nhiệm kiếm tiền chẳng hạn, và mọi thứ mọi người đều san sẻ hết. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại thì Phượng vẫn tin chắc là trên thế giới này cái việc bình đẳng nam nữ nó vẫn chưa hoàn toàn bình đẳng đâu. Có nghĩa là có những việc vẫn là nam và có những việc vẫn là nữ. Và Phượng, đối với cá nhân Phượng thì Phượng hoàn toàn ủng hộ cái việc là nữ, phụ nữ thì có một cái gì đó nó phải khác với nam giới, và dĩ nhiên là không có phải là
cái sự bình đẳng ở đây không có nghĩa là bạn có quyền nhiều hơn tôi hoặc là tôi phải có quyền nhiều hơn bạn, nhưng mà khi mà đến đây Phượng thấy cái sự độc lập và cái sự mạnh mẽ của người phụ nữ ở phương Tây thì Phượng thật sự rất là cảm kích. Và đó là một cái điều rất là lạ lẫm đối với mình, và mình phải thật sự học tập, bởi vì Phượng tin là cái tư tưởng đó nó giúp cho mình rất là độc lập, rất là tiến bộ. Đó cũng là một trong những cái điểm mà Phượng rất là yêu thích khi mà Phượng đến đây và Phượng học tập được ở những cái người phụ nữ ở đây. Và điểm thứ tư, đặc điểm này có thể là nó rất là cá nhân nhưng mà nó cũng dựa trên kinh nghiệm của Phượng và bạn bè Phượng, những cái người mà Phượng quen biết chung quanh và Phượng quan sát thấy. Thì Phượng nghĩ là đây là một cái điều rất rất là thú vị và Phượng thật sự rất là tâm đắc, và Phượng không biết là mình có phải là rất là may mắn hay không, hay là mọi người chung quanh của Phượng rất là nhiều người cũng may mắn như vậy. Thì khi đến đây, cái điều mà Phượng cảm thấy rất là cảm kích và rất là lạ lẫm nhưng mà thật sự là Phượng rất là cảm kích và yêu thích và hạnh phúc với nó, đó là cái việc gia đình của bạn Phượng đối xử với Phượng như thế nào. Nôm na là phụ huynh của bạn mình á, khi mà mình đến thăm nhà thì họ đối xử với mình như thế nào. Phượng và rất là nhiều người bạn mà Phượng biết thì ở khi mà họ đến Tây Ban Nha và có những cái người bạn và đến thăm hoặc là người thân với là gia đình của người Tây Ban Nha trở thành con dâu chẳng hạn, thì thật sự là rất nhiều bạn có những cái kinh nghiệm rất là tuyệt vời với những người cha, người mẹ của chồng mình hoặc là của bạn mình ở Tây Ban Nha, rất là thú vị về cái sự suy nghĩ và những cái tiến bộ trong cái sự đối xử của những bậc làm cha làm mẹ đối với bạn bè của con mình. Thì đó là những cái điều rất là thú vị, và Phượng nghĩ là người lớn ở đây họ có những cái tư tưởng rất là đặc biệt luôn, và Phượng thật sự là rất là tâm đắc. Ví dụ như là khi mà bạn đến nhà ở Việt Nam, bạn đến nhà của ba mẹ của bạn mình, gặp ba mẹ bạn mình, thì bạn sẽ phải rất là lo nghĩ rất là nhiều về ý tứ, thì bạn phải xông xáo làm phụ giúp cái này làm cái kia, phải thể hiện, phải nói chung là phải rất là ý tứ, bởi vì không có thể hiện mình là biết phụ giúp, biết làm này làm kia thì sẽ giống như là mất mặt vậy đó, giống như là một cái đứa con không có được dạy dỗ tốt ở gia đình vậy đó. Gọi là rất là nhiều người sẽ đánh giá, đúng không, nó sẽ khá là khó khăn. Dĩ nhiên là ở Việt Nam mình thì cũng có nhiều nhà này nhà kia, cũng có nhiều tư tưởng, nhưng mà Phượng nghĩ là trên cái mẫu số chung, những cái phần đông á, thì khá là khó khăn, khá là khắt khe. Nhưng mà ở Tây Ban Nha thì Phượng rất là ngạc nhiên luôn. Ví dụ như là những cái lần đầu mà Phượng đến thăm gia đình bạn Phượng á, thì gia đình của bạn Phượng á, thì khi mà đến nơi á, thì mọi người không có cho mình làm gì hết. Thật sự là không cho mình làm gì hết, chứ không phải là họ chỉ làm ra vẻ hoặc là họ chỉ giả bộ nói như vậy, nhưng mà không có nghĩa là như vậy, nhưng mà họ thật sự là như vậy. Thì họ đặc biệt là rất là thích tiếp đãi khách, và họ làm sao cho cái người khách đó khi mà đến thăm nhà họ cảm thấy là vui vẻ và thoải mái nhất có thể, thì đó là cái sự thành công đối với họ. Cho nên là khi bạn đến làm khách đó thì họ rất là chăm sóc bạn và họ không muốn bạn làm gì hết. Họ đều luôn luôn nói với bạn là đừng có động đến, đừng có làm gì hết. Và đến khi bạn thật sự là thân với gia đình rồi á, thì những cái lần sau nữa thật sự là thân rồi á, thậm chí là Phượng khi mà Phượng muốn xuống giúp á, thì Phượng cũng rất là khó khăn để được giúp luôn á. Chứ không phải là họ sẽ đánh giá mình là không có được dạy dỗ tốt hoặc là không có ý tứ hoặc là gì đó. Dĩ nhiên là không phải bạn đến đó, bạn nằm xe lai, bạn đợi ăn uống hoặc là bạn gọi là quá là vô lễ hoặc là quá là thoải mái hoặc là quá là không có ý tứ. Nhưng mà dĩ nhiên ý Phượng đang nói là những cái việc mà bạn luôn luôn phải lo sợ ở những gia đình ba mẹ của bạn bè mình ở Việt Nam á, thì ở đây mình lại không có cái cảm giác đó, như là mình có cảm giác như là người thân, rất thân, chứ không phải là chỉ là ba mẹ của bạn mình, và mình không có cảm giác sợ hãi hay là lo lắng hay là một cái gì hết. Hoặc là họ rất là chăm sóc và họ thật lòng đối đãi và họ thật sự rất là thương yêu mình. Thì đó là kinh nghiệm bản thân. Thì Phượng nghĩ đó là một cái văn hóa mà mình cũng cần nên học tập, và Phượng cảm thấy nó cực kỳ là văn minh, và đó là một
một cái điều mà rất là lạ lẫm đối với Phượng, nhưng mà Phượng thật sự là vô cùng yêu thích và thật sự là ngưỡng mộ luôn. Thì hôm nay Phượng vừa mới đi thăm gia đình của bạn Phượng cuối tuần và vừa mới ăn trưa với gia đình bạn Phượng về. À, bây giờ thì cũng đã tối rồi và thật sự là tự nhiên Phượng có cảm xúc Phượng muốn nói về cái đề tài này, bởi vì Phượng cảm thấy nó cũng là một cái gì đó mà Phượng muốn chia sẻ với mọi người, có thể mọi người đã biết hoặc chưa biết, nhưng mà đối với Phượng nó là một trong những cái điều mà rất là đáng để chia sẻ. À, Phượng hy vọng là Phượng đã đem đến những cái thông tin, những cái điều thú vị cho mọi người qua những cái thông tin ngắn ngủi này thôi. Thì bây giờ Phượng sẽ kết thúc clip ở đây và Phượng rất mong mọi người đã có một ngày thật là vui vẻ, thật là bình an bên gia đình và bạn bè của mình. À, Phượng mong chúc mọi người một ngày thật là an lành nha. Bây giờ thì Phượng sẽ chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người. Bye!